Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn lập trình Arduino của channel Đại Lưu. Đầu tiên cắm nguồn nhau. Nguồn đang chạy để khởi động chương trình. Arduino truyền lệnh cho module sim để cấu hình module sim. Đây, sau khi cấu hình xong, module sim thực hiện test cuộc gọi. Và gửi tin nhắn đến điện thoại. Hệ thống đã sẵn sàng nhận lệnh điều khiển. Lúc này cửa đàm vẫn đang còn đóng. Và chúng ta nhập mật khẩu. Đầu tiên nhập mật khẩu sai. Mật khẩu mặc định đúng là 123456. Giờ nhập mật khẩu sai là 665. Và nhấn phím sau để chất bắt buộc sai, cửa vẫn đóng. Giờ mình nhập mật khẩu đúng để mở cửa, nhấn phím A, xong nhập bắt buộc 6 chữ số từ 1 đến 6, nhấn phím sau, cửa mở. Sau 5 giây cửa tự động đóng. Giờ sai mật khẩu 3 lần, chuông kêu báo động và gọi điện thoại, gửi tin nhắn báo động về điện thoại. Bắt đầu nhập sai lần thứ nhất. Cửa vẫn đóng. Nhập sai lần thứ hai. Nhập sai lần thứ ba. Chuông báo. Chuông báo xong, bắt đầu gọi điện thoại báo động cho màn hình LCD vẫn tắt. Và nhắn tin về hệ thống bị đột nhập, cửa vẫn đóng. Tiếp tục nhập mật khẩu sai từ 3 lần trở lên. Đây là lần thứ 4 nhập mật khẩu sai, báo động, tắt LCD, cửa vẫn đóng. Đồng thời gọi điện thoại báo động lần tiếp theo. Rồi bây giờ nhập mật khẩu mới. Nhập mật khẩu đúng. Mở cửa. Và mật khẩu sai những lần trước đó bị reset lại thành 1 lần, thành 0 lần. Giờ nhập mật khẩu sai lần thứ nhất. Đấy, nó không còn lưu những lần kế tiếp nữa.
giờ đổi bắt buộc. Nhấn tiến hành nhấn phím thang để đổi. Nhập bắt buộc cũ là từ 1 đến 6. Sau khi nhập đủ 6 ký tự, nó tự động nhảy và đúng bắt buộc nha, phải đúng bắt buộc. Giờ nhập khẩu mới vô. 5 số 5, 6 số 5. Xác nhận lại mật khẩu cũ. Xác nhận lại mật khẩu mới. Xong. Giờ nhập mật khẩu mới. Nhập lại mật khẩu cũ nó không hoạt động được. Báo sai. Bây giờ nhắn tin điều khiển thiết bị. Đầu tiên bật tất cả on. Đấy. Đèn sáng, quạt quay. Nhưng mà không mở cửa. Đồng thời báo về tin nhắn, phản hồi về tin nhắn người. Tất cả đã bật. Bây giờ tắt đèn. Đèn đã tắt. Tin nhắn phản hồi về điện thoại. Đã tắt đèn. Giờ điều khiển cửa mở. Tắt đi, tắt đi. Cửa mở. Mở cửa. Giờ nhập mở cửa để mở cửa. Sau đó báo về tin nhắn cửa đã mở. Sau 5 giây cửa đóng. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ làm lại bài này để luyện tập. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay, hãy cho một like, một đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Và nếu có thắc mắc gì, vui lòng bình luận dưới video. Hẹn gặp các bạn ở các video sau. Đăng ký kênh, nhấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới.